Có thể bạn cho rằng khi xét đánh vào một vật thể giữa không trung, ví dụ như một chiếc máy bay, hậu quả sẽ rất thảm khốc. Tuy nhiên, máy bay có khả năng chống chọi đáng kinh ngạc với xét. Tại sao như vậy? Trước tiên, cần hiểu rằng máy bay không phải là điểm lý tưởng để xét phóng điện. Trong chuyến bay, máy bay không tiếp đất. Điều này có nghĩa là xét không phóng đầy đủ điện thế xuống mặt đất thông qua máy bay. Thay vào đó, chuyện xảy ra khi xét đánh trúng máy bay tương tự như việc máy bay đón xét. Máy bay chủ yếu làm từ các vật liệu dẫn điện như nhôm, cho phép điện tích của tia sét truyền dọc theo vỏ máy bay và lại thoát ra không trung. Đường dẫn này được gọi là đường quét. Máy bay giống như chim bay qua thác nước, bị ướt nhưng thoát ra bên kia tương đối nguyên vẹn. Để minh họa, hãy hình dung một chiếc máy bay đang bay êm ái ở độ cao hơn 9.000 mét. Đột nhiên, ánh sáng chói bao trùm máy bay. Nó đã bị xét đánh. Bên trong, hành khách có thể thấy ánh sáng mạnh và nghe được âm thanh lớn, nhưng thường thì họ không nhận thấy gì máy bay tiếp tục hành trình mà không bị xáo trộn. Hiện nay, kỹ thuật chế tạo máy bay để chống chọi với xét đánh không phải ra đời ngẫu nhiên. Đó là thành quả của quá trình thiết kế chủ động và thử nghiệm chặt chẽ. Vỏ máy bay làm bằng vật liệu dẫn điện, tạo thành lồng Faraday. Lồng Faraday che chắn cho phần bên trong máy bay khỏi điện trường bên ngoài và vô hiệu hóa đáng kể tác động của xét đánh. Tuy nhiên, xét vẫn có thể gây ra thiệt hại nhỏ bên ngoài cho máy bay, ví dụ như vết cháy hoặc sói mòn trên bề mặt. Trong một số trường hợp hiếm, chúng có thể ảnh hưởng đến hệ thống điện tử của máy bay. Nhưng đó chỉ là một trong những trường hợp ngoại lệ, không phải thường gặp. Dù hiểu rõ sự an toàn của máy bay hiện đại trước xét, phi công vẫn đề phòng và tránh những hiện tượng khí quyển như rông bão. Nhưng tại sao? Đầu tiên, xét đánh có thể ảnh hưởng đến những cảm biến bên ngoài của máy bay như ống pitot, là loại ống giúp đo tốc độ máy bay, và điều này có thể gây rắc rối cho phi công. Ngoài ra, xét đánh nhiều lần qua thời gian có thể dẫn đến các vấn đề bảo trì. Do đó, hãng hàng không sẽ hưởng lợi nếu hạn chế việc bị xét đánh thứ hai xét đánh có thể gây khó chịu cho hành khách ánh sáng trói tiếng sấm và ý thức về việc đang gặp bão có thể khiến họ cảm thấy khó chịu trong khi các phi công muốn mang đến chuyến bay êm ái thoải mái nhất có thể vậy phi công làm cách nào để tránh xét họ chủ yếu sử dụng radar thời tiết để phát hiện rông bão hiện tượng có thể tạo ra xét và thay đổi đường bay để tránh chúng khi ở trên những đám mây máy bay vẫn ổn nhưng khi xuống dưới 9.100m, ở giữa mức 9.100m với mặt đất, đó là lúc nó có thể bị xét đánh. Phi công làm việc với kiểm soát viên không lưu để duy trì độ cao tối ưu. Bất chấp những biện pháp phòng ngừa này, đôi khi máy bay vẫn không tránh khỏi bị trúng xét. Nhưng làm thế nào để nhà sản xuất đảm bảo an toàn trước xét đánh? Một trong những yếu tố bảo vệ chính là lồng Faraday. Cấu trúc kim loại của máy bay tạo ra lồng Faraday xung quanh hành khách và các hệ thống trọng yếu. Chiếc lồng không thể ngăn xét đánh nhưng đảm bảo rằng điện tích được truyền đi xung quanh phần bên ngoài máy bay sau đó truyền lại ra không khí giữ an toàn cho phần bên trong đây không phải là thiết kế duy nhất giúp bảo vệ máy bay khỏi xét ví dụ bể nhiên liệu được thiết kế và thử nghiệm để có thể chống chọi với xét đánh mà không gây ra nổ vỏ xung quanh những khu vực này được làm dày hơn và mọi lỗ thông của bể nhiên liệu đều có thiết bị chống cháy ngoài ra máy bay còn trang bị bức tĩnh điện gắn vào mép sau của các bộ phận ví dụ như đầu cánh và đuôi để tiêu tán điện tích tụ trong máy bay do ma sát không khí hoặc các hiện tượng thời tiết